À, đây là bến phà Hiệp Đức và Tân Phong của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Hôm nay mình có dịp qua Cù Lao Tân Phong để tham quan những địa điểm du lịch ở bên Cù Lao Tân Phong. Đây là đầu đường của bên Cù Lao Tân Phong nha các bạn. Một con đường giao thông nông thôn rất là mát mẻ và yên tĩnh luôn các bạn ơi. Ở đây có một cái điểm vườn dâu tây nè, Cù Lao Tân Phong. Dịch vụ tham quan ăn uống ăn dâu bao bụng luôn nè. Giá vé 100 ngàn người lớn 70. Rồi để mình vào đây để trải nghiệm thử xem sao nha các bạn. Mekong Ecolodge. Anh để xe đâu được hả em? À, phía bên trái luôn hả em? Rồi. Ở đây là không gian vườn dâu của Mekong Ecolodge nè các bạn. Phía bên phải này thì có cái sảnh để có thể ăn uống khu vực phía bên này luôn. Ở bên này mình thấy có trồng táo cũng nhiều nữa nè. Hello. Cái lối đi này thấy cũng có làm một cái cổng chào cũng khá là đẹp nè các bạn. Ở đây là khu vực có thể ngồi ăn dâu ở khu vực này. Dâu đang cho trái. Chào em, anh vào đây anh tham quan đó là anh có mua vé gì không em? Dạ mình tham quan dâu không? À vườn dâu. Dạ, có. À có ha. Bao nhiêu vé vậy? Dạ 100.000 vé. 100.000 vé. Thì vào đây mình 100.000 vé thì mình có cái dịch vụ gì em? Dạ mình tham quan dâu với chụp hình check in. À. Mình ăn dâu thì qua đây ăn. À. Dạ. Dâu thì mình được ăn sao? Dạ ăn miễn phí. Miễn phí ăn nào no thôi ha. Dạ. Rồi anh mà ngoài đó mình được khá không? Hay là chỉ ăn ở trong này thôi? Dạ được anh, mình thấy ít thôi. Ít là được ha. Dạ. À. Hái nhiều quá. Ở khuôn viên này rộng không em? Rộng. Không? Rộng ha. Bên đó anh thấy có bên dịch vụ ăn uống đó là ở đây mình đó bên nhà hàng khách người ta đặt trước không? Đặt trước ha. Dạ. Còn ví dụ anh đi về thì anh có đặt món được không? Dạ, dạ được. Được ha. Dạ. Là cái quầy phía bên bên trong. Dạ đúng rồi. À. Còn phía bên trong mình anh thấy thì có homestay không? Ở đây là khách sạn anh. Nếu mà mình không có bao gồm ăn sáng á thì là 700 đi. Bay. Dạ còn nếu mà bao gồm ăn sáng là 800. 800 ha. Dạ. Là phòng phòng nó giống nhau hết em. Có máy lạnh đầy đủ. Đây là mấy cái bảng giá. Thì ở đây thì mình thấy có bán một số bánh ngọt để ăn nữa nè. Không gian thật là mát mẻ luôn. Ở đây có trồng sen một số hoa cây nhái, hoa dừa rồi. Ồ, trên đây trồng táo thấy nhiều quá nè.
Sen Thái em. À. Ồ, cái lá nó to quá ha. Trồng ở đây thấy đất nó tốt quá trường luôn. Ờ thì ngoài ra thì Mekong Ecolodge này cũng có homestay nha các bạn. Đây là homestay, chúng ta có thể lưu trú ở homestay này nè các bạn. Trang trí theo kiểu chia lá. Ở đây mình trải nghiệm thử. Ủa, có ai ở không ta? Đây là không gian phía bên trong homestay nè các bạn. Có máy lạnh luôn nha các bạn. Khá là chill. Theo cái kiểu phòng này thì hồi nãy theo em đã chia sẻ thì 700 ngàn một đêm nha các bạn. Đây. Để mình ra cái không gian toilet phía bên trong rồi. Khá là hay. Ồ, sen tốt quá các bạn ơi. Cực kỳ tốt luôn. Lá to đùng. À, phía đây cũng có homestay nữa nè. Thì khu vực này thì mình thấy cũng khoảng trên 10 căn homestay nha các bạn. Dãy bên phía trong này cũng cỡ 7-8 căn nữa. Đây là khu vực vườn dâu nè. Trồng chen lẫn với táo. Táo thì mùa này mình thấy hình như không có trái nha các bạn ơi. Cũng có nhưng mà ít lắm. Ở đây cũng là một cái không gian lưu trú ở phía trong nè. Mình cũng khá là đẹp nha các bạn. Phòng này khóa nè. Rất là mát mẻ luôn các bạn ạ. Dãy này khoảng 5-6 căn nữa nè. Phía bên này là khu vườn dâu nè các bạn. Trái nhiều quá nè. Quá tốt. Khá là độc luôn.
Ui, dễ này trái nhiều quá nè. Vườn dâu tây mình bắt gặp tại đầu tiên tại Cù Lao Tân Phong nha các bạn, tại Cù Lao Tân Phong của cây lậy Tiền Giang. Mình nghĩ là tại vì lúc trước mình thường hay đi Đà Lạt nó mới có chứ, ở đây lại trồng được mà tốt mà ra trái, quá là hay luôn, quá là tuyệt vời. Trái nhiều lắm các bạn ơi, đây là cái rễ phía bên này nữa nè. Nguyên một vườn này khá rộng luôn các bạn ơi. Đây là nằm trải dài lên lên kia khoảng mấy chục mét luôn. Thì hồi nãy mình có gặp anh chị kỹ thuật viên để trồng cái này thì có bán cây giống luôn nha các bạn. Khi chúng ta đến đây thì chúng ta có nhu cầu mua về trồng thì chúng ta sẽ mua với giá là 60.000 một chậu nha các bạn. Và sẽ hướng dẫn cho mình trồng, về nhà mình trồng cho sẽ ra trái luôn các bạn. Cũng khá là hay. Wow, ở đây cóc trái cũng nhiều quá nè các bạn ơi. Có mấy chùm to đùng luôn. Đây nữa nè, trời ơi, phía bên phải nè. Cái cốc thấp vậy mà trái nhiều quá. Quá hay luôn. Vậy bên bỏ trái nhiều không em? Nhiều hả? Chua không? Đây, cái giống ngọt ha. Thấy cái dãy bên đó người ta mới ra, nhưng nó tốt hơn cái dãy bên này nè, như lâu rồi đó. Cái này người ta chưng lâu rồi. Ngon hả? Đây, bên đó anh thấy anh đá nhiều kìa. Đó. Cái nhiều không, bên này nhiều, bên này người ta hái bớt rồi. Ồ, có mấy bụi bông giấy đẹp quá. Ồ, cây sen nãy em nói cây sen gì? Sen Thái hả? Ồ, cái bông nó đẹp kìa. Bông nó to đùng luôn. Bông nhìn đã rồi chứ. Sen Thái, sen Thái. Cái lá cũng tốt mà cái bông nó cũng bự nữa. Ồ, đây nè. Bông đẹp quá các bạn ơi. Wow. Để mình gom gần nè. Ở bên kia cũng có con bông à, cái bông kia nó thấp hơn. Có cái bông này đẹp quá. À, phía bên trái này có một cái bông nó mới ra nụ nữa nè. Wow. Vườn dâu tây. Trải nghiệm vườn dâu tây các bạn ơi. Vườn dâu tây mới có tại Cù Lao Tân Phong của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cũng khá là độc đáo. Thì các khu vực vườn miền Tây thì mình cũng đã thấy có trồng nho thì cũng rất nhiều rồi. Nhưng mà cái vườn dâu tây này thì mình cũng mới phát hiện và mình thấy là hình như là đầu tiên tại khu vực miền Tây này để mang cái giống dâu tây từ miền Bắc vào để trồng mà nó ra trái là rất là nhiều, mang hiệu quả rất là tốt luôn các bạn. Cũng quá là hay luôn.
vườn dâu tây tại Mekong Ecolodge nha các bạn, của Cù Lao Tân Phong. Đây là cái giải bữa nay người ta mới có ra những cái hàng mới nhập về nè, nên trái còn khá là nhiều. Wow, phía bên đây nữa nè, quá đã luôn. Khi mình vào đây tham quan với giá vé 100.000 của người lớn thì sau khi trải nghiệm các cái khu vườn dâu phía bên đây và những không gian homestay thì xong thì mình vào bên trong khu vực bên trong để mình thưởng thức dâu tây ăn bao bụng luôn nha các bạn. Một dịch vụ cũng khá là hay tại vườn dâu tây tại Cù Lao Tân Phong, Mekong Ecolodge. Rồi cái lối đi này cũng trồng táo nè các bạn, rất nhiều táo luôn. Cái này là nó có trái bao nhiêu lâu rồi nó tàn chị? Là giống này mình nhập về hết chị? Dạ, mới nhập về ngoài Hà Châu về anh ơi. Hà Châu hả? Là của đâu ta? Sơn La mình nè. Sơn La luôn. Dạ. À, em tính đâu của Đà Lạt chứ? Đà Lạt mình về đây mình trồng không sống. Đà Lạt xứ lạnh. Ủa? Đà Lạt mình về đây trồng không sống. À, ngon ha. Mới sống. À. Mình về đây mình mới bán chậu được. À. Đưa cây cho nội. Như vậy thì cái này nó sống được bao lâu chị? Hoài, nó coi như nó qua đợt trái này mình cắt rồi nó ra tiếp nữa ha. Trái này cái mình cắt chẹo cái mình tỉa lá úng mình dạ. Mình nhập luôn mấy cái cây nhỏ nhỏ mình về bán đó hả? Dạ, hồi vô chậu là chị. À. Vô ha. Mình bán vậy là nhiêu chậu hả chị? Dạ 60.000. 60.000 ha. Con đi ra ngoài con đừng. Vậy ví dụ như tôi em trồng chăm sóc không khéo chắc không có trái quá. Ừ. Dạ hả? Chỉ kỹ thuật cho làm chứ. Dạ hả? Dễ có trái lắm. Dạ. Em chơi mấy năm trời luôn, có trái em ăn hoài à. À dạ hả? Rồi hay quá ta. Vô đây mà. Dạ em cũng thích trồng cái em đi xin. Cũng mới biết cái vườn dâu này nhưng mà chậu sẵn bán chậu 60. Dạ. Thường thường nghĩ là ở đây là đi ra Đà Lạt mới có dâu thôi mà ở đây lại có là cực kỳ. Đây có Đà Lạt 2 rồi. À, Đà Lạt 2 ha. Dạ. Quá hay luôn. Chồng dâu dạ đúng rồi, tại cái vùng nó lạnh ha. Dạ. Giờ đây nó bị sốc ha. Còn cái vùng này nó nóng như là nó chịu hợp với khẩu mình. À, cái chậu này sai ghê. Tốt quá ha. Ừ. Đó thì em xong rồi tụi em cao ngoài đó đó là bây giờ là ngoài đó là nó bất thân bất đắc hợp với khí hậu mình là nó sống ok quanh hồi bữa giờ bán quá trời. Dạ. Đã ngoài đó ngoài kia nữa kìa. Như vậy là về đây mình phải tưới nhiều không? Hay là cũng bình thường thôi. Xương à. Xương thôi ha. Mình tưới cây ra sáng cái mình bật một chút cái trưa cái mình tưới trưa mình tưới khoảng chừng mà mình phải che. À vậy em tưởng đâu là đây lấy từ Đà Lạt về mà nó lạnh á mà về đây nó nóng á. Thì mình trồng phải che vậy ha. Hoặc là mình trồng trong máy. Cho nên nó giảm nắng bớt ha. Trồng trước cái nhà mình chơi. À. Hay quá. Nắng quá nó chịu. Giống như mấy người ta có nhà có sân thượng đi lên sân thượng trồng cũng được. Nhưng mà đều mình tưới ít thôi, mình sáng mình thí dụ như sáng mình tưới 5 phút hoặc 7 phút, thì trưa mình tưới chừng 2 phút thôi. Dạ. Và chiều là mình tưới nhiều hơn chút. Dạ. Cái chậu này là về là có ra chậu khác luôn không hay để nguyên? Dạ ra hết. Ra hết ha. Cái này nó mới đủ gốc ăn. À. Nó mới đủ dinh dưỡng, bây giờ là tụi em phải chăm cho nó ổn định cái nó hợp với khí hậu ở đây cái nó mới ra ngoài kia được. Dạ. Yeah. Cũng vậy cũng có kỹ thuật đó chị ha. Cái gì? Từ từ. Dạ. Hello chào em. Cái khu vực này là mình phục vụ khách đặt trước buổi trưa hả em? À. À. Là khách lưu trú ở đây hay là sao? Dạ, cũng có khách ngủ lại đây. À. Khách còn nếu anh đi lẻ thì ví dụ anh đi giống tham quan như thế này thì anh muốn đặt món ở đây cũng được ha. Sớm hả? À. Một là đặt trước hay là tới đây đặt thì là thấy đợi cho em cũng vậy. À. Ở đây thường thường mình phục vụ tới buổi tối tới mấy giờ mới em nghỉ? À, tụi em làm thì khách đi tour trong nhà. À tour hả? Là sớm. À, mà thường thường á nếu mà qua cái Cù Lao Tân Phong này du lịch á mình đi những cái tour nào hả? Có thể chia sẻ mình được không? Ngoài ở đây.
Em có biết ở gần đây còn cái... Dạ không, trong chương trình tour của em là có đủ hết. À, đủ hết. Mấy điểm kia thì mỗi chỗ là có dịch vụ riêng hết. À, riêng hết ha. Đúng rồi. Đi tour bên em thì cũng đầy đủ hết. Bên đây là tới nhà hàng em là chỉ ăn trưa thôi, đi tour là mấy điểm kia. Đây này giống như một cái điểm dừng chân để nghỉ ha. Dạ, nghỉ ngơi em muốn. À. Rồi cảm ơn em nha. Tham quan xong rồi vô được ngồi ăn dâu ba bụng nè, nhưng mà nó hơi chua nha các bạn, hơi chấm muối. Cái không gian này là ngồi ở đây để ăn dâu, thưởng thức dâu ba bụng nè, chỉ dài khoảng trên 20 bàn. Đây ngồi trải nghiệm dâu tại Cù Lao Tân Phong nè các bạn ơi. Ăn dâu miễn phí. Video chia sẻ một điểm tham quan vườn dâu Tây rất là độc đáo tại Mekong Ecolodge của Cù Lao Tân Phong, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mình cũng xin kết thúc ở đây. Và sau video này cũng rất mong anh chị các bạn có thêm một địa chỉ du lịch, và nếu có dịp đến Cù Lao Tân Phong, hãy ghé đây để check in một lần để trải nghiệm nơi đây các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye.